Hôm qua ổ thì ăn máy là ổ bộ hôm nay là chủ nhật mà ông Quyền nó cũng đi trực, nó hỏi mình ba lắm có ông Quyền nó ra trực từ sáng. Trời ơi, thằng con máy nó thấy thằng nhỏ này khoái rồi, ông tôi nói nó cười. Nó chạy bay được chưa? Đâu có, mới đứng rồi chứ đi. Tôi la nó cười xuống. Chữ A đâu mày, chỉ bá rồi mày, chữ A đâu, hai chữ A đâu. Thấy nhỏ này cúi đầu, nó cũng cúi đầu nữa em. Cái chuyện nhỏ này giờ nó khóc. Gì vậy? Cúi đầu á. Hồi nãy em bé cúi đầu là sao? Dạ vậy hả? Rồi ôm chân mẹ đi, ôm chân mẹ sao? Thằng kia cúi đầu không, không có dạ. Mà nói là nó, cái thằng kia cúi đầu nó dạ. Mày ơi, mày bật cái ghế ra giờ đó, té đó nghe. Nè. Cái ghế té nha con. Lại qua nó chảy liền chứ dễ. Chơi vậy không đó. Trời ơi. Trời đất ơi. Dậm dò. Dậm dò sao? Bá la giận dậm dò sao? Rồi nằm xuống nằm giả coi nằm giả sao? Nằm xuống nằm giả khóc làm sao? Hồi chị bắt cười sao mày? Mày mày, hồi chị bắt cười sao mày? Nghiêng đầu sao mày? Mày mày mày. Té đó. Trời đất Phật ơi. Thôi.